Ui đẹp chưa, cột nước đẹp chưa mọi người, ui ui này. Các quý vị hãy nghe và cổ vũ cho tiết mục này. Đúng không các bác, không để con gái đời không để quậy hơn ở đâu nhá. Vũ điệu gì đây hả các bác ơi? Các cô gái Hà Giang của chúng ta đây ạ. Quẩy tưng bừng nhá. Nhiệt tình luôn. Vâng, xin mời các bác vào vũ điệu quẩy tưng bừng của các cô gái Hà Giang. Của các cô gái áo hoa. Đây không phải là người Hoa nhé các bác nhá, mà là áo hoa. Vũ điệu quẩy tưng bừng. Vâng, những cái gốc cây này được trang trí những cái đèn đẹp lắm các bạn ạ. Quý khách sẽ bước vào hành trình thư giãn tuyệt đối, liệu pháp của dịch vụ chăm sóc sức khỏe với các phòng riêng, phòng tập thể đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Massage nhị. Wow.
Vâng, và con phố đi bộ này sẽ dẫn đến tận bảo tàng của tỉnh Hà Giang nhé các bác nhé. Vâng, ở nơi đây cũng náo nhiệt lắm các bác ạ. Này, một gốc cây đẹp chưa? Lung linh nhỉ. Vâng, đây là cây đa của chủ tịch, cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương nhá. Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương đến tặng Hà Giang. Và để liên tục chương trình là tiết mục nhảy hiện đại do trung tâm nghệ thuật SO xin mời nhỏ ạ. Vui mày. Vâng, các bác ạ, thì ở con phố đi bộ này tối hôm nay là rất nhiều các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nhưng mà do lý do bản quyền âm nhạc cho nên là kênh du lịch Hà Giang sẽ không truyền tải tới các bác được hết, chỉ tóm tắt một số nội dung chính thôi, cho nên là cũng mong tất cả các bác thông cảm cho kênh du lịch Hà Giang TV. Vâng các bác ạ, đến nơi đây đã chật kín đường luôn rồi ạ. Ôi giời, quá đông luôn ạ.
Vâng, đi sang bên này còn rất đông nha các bác ơi. Vâng, đây chúng ta vừa được xem một tiết mục văn nghệ ở bên này. Bây giờ chúng ta sang bên này cũng rất đông ạ. Chống chất chất khi họ đánh nào nữa.
thưa quý vị lãnh đạo quý, trân trọng cảm ơn các đồng chí cùng bà con nhân dân, và ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng di chuyển về cùng thưởng thức, chiêm ngưỡng và cùng khám phá các không gian tại phố đi bộ Nguyễn Trãi. Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và thành phố các bác ạ. Thế là cái chuyến đi của em là mất thành công hả? Vâng, không gian phố đi bộ thì cũng có rất nhiều hoạt động các bác ạ. Vui chơi giải trí cho trẻ em này. Ví dụ là ở đây có những cái gian hàng tô tượng này. Và đây cái không gian cho trẻ em vui chơi. Vâng, cũng rất nhiều những cái gian hàng tô tượng. Ở đây bên vui chơi của các em nhỏ.